Xin chào các bác, em là Linh Đồ Đồng đây ạ. Hôm nay em sẽ đem đến cho các bác một cái bộ đỉnh đồng cao 60 cm, là hợp với những cái bàn thờ cỡ đại đấy các bác, là trên có một cái đôi bề ngang trên 1m8, là hợp với cái bộ 60. Và cái bộ 60 này em đem đến cho các bác, đây là một cái bộ mà xưởng em đúc cực kỳ chất lượng và pha chuẩn cái tỷ lệ đồng. Bởi vì những cái bộ 60 trên thị trường mà các bác biết, nó chỉ nặng tầm 24 đến 26 cân thôi, nhưng mà cái bộ 60 của em là nó nặng 29 cân. Thì bên em là đúc chuẩn cái tỷ lệ, bên em là không làm những cái mẫu đồng Đài Loan hay là pha kém tỷ lệ như là các bên cửa hàng khác. Đây các bác xem kỹ những cái họa tiết này, bên em rất là dày dặn luôn nhá. Đây các bác xem nghề của bên em này, được chạm rất là tinh tế từ tay của nghệ nhân bên em nhá. Và bên trong này, bộ đồng vàng là bên em sẽ đánh sạch ở bên trong luôn. Đây các bác cũng nhìn bên trong này, rất là dày dặn luôn nhá. Rất là dày dặn luôn và nặng 29 cân cho một bộ đỉnh đồng vàng. Ở dưới là họa tiết là ba chữ Phúc Lộc Thọ theo chữ nôm nha các bác, và được dập gấm. Cái họa tiết chữ trên đây là em mài nó thành cái màu đồng vàng, và những cái xung quanh nó là màu hun nâu để tạo điểm nhấn cho các bác. Các bác nhìn nó sẽ có cái điểm nhấn hơn. Và ở dưới là các bác nhìn cho em về cái họa tiết song long trổ nguyệt này. Các họa tiết rất là mềm mã, rất là uyển chuyển. Đây là sản phẩm chất lượng từ xưởng em. Những cái bộ chất lượng như thế này thì xưởng em sẽ dành riêng ra để bán cho các bác. Còn những cái bộ loại 1, loại 2 thì bên em sẽ để cho các bên thương mại khác họ nhập lại. Cho nên là những cái bộ mà 29-30 cân thì là những bộ rất là chất lượng. Này các bác xem hạt này. Đồng vàng là bên em là kết hợp đúc máy, cho nên là các họa tiết trên hạt nhìn nó rất là đẹp, rất là rõ. Có thêm máy móc vào nên là họ sẽ làm rất là chuẩn chỉ, không như là hàng thủ công. Hàng thủ công thì thiên về đục tay hơn, nên là một bộ làm rất là lâu. Bộ đồng vàng này bên em làm chỉ 2 tuần là xong. Đây là đôi chân đèn này, các bác nhìn cho em này. Đôi chân đèn chạm Long Phụng. Đây em xoay cho các bác xem này. Chạm Long Phụng nhá. Và bên ngoài bo góc đây là bên em làm họa tiết chim hạc. Đây là văn hóa của người Việt mình. Dưới đáy là chân nến tứ linh nhá. Các bác nhìn họa tiết của tứ linh. Long lân quy phúc. Long lân này. Quy phúc này, chân nến tứ linh. Và đặc biệt là cái bộ 60 bên em là đang tặng kèm cho các bác khi mà các bác đặt hàng bên em. Bên em sẽ tặng cho các bác một đôi đài sen nến. Đây là một đôi đài sen nến. Các bác sẽ để lên cái chân nến như thế này và các bác bỏ cốc nến lên trên để các bác thắp ở trên này. Và một bộ như thế này gồm 5 món, một đỉnh, hai hạc và hai nến. Đúng chất lượng, chuẩn đồng vàng thì nó sẽ là nặng 29 cân. Còn những cái bộ mà dưới 29 cân thì nó là đồng Đài Loan hoặc là đồng pha chất lượng kém, nên là các bác ghi nhớ cho em để các bác lựa chọn một bộ đỉnh đồng chuẩn nhất khi các bác mua. Còn bác nào mà quan tâm muốn đặt hàng những cái sản phẩm này bên em, các bác để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận cho em, hoặc chủ động liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.